bị tố nợ 3,5 tỷ còn âm thầm xóa bằng chứng. Kiều Trinh Xíu nói gì? Vụ việc Kiều Trinh Xíu bị tố nợ 3,5 tỷ đang được dân tình quan tâm. Chiều tối ngày 25 tháng 4, mạng xã hội xôn xao trước bài viết tố một nữ diễn viên có tên viết tắt là K. X nợ 3,5 tỷ nhưng hẹn mãi không trả. Thông tin tác giả bài đăng cho biết nữ diễn viên này là nhân vật có tầm ảnh hưởng, Instagram hơn 600.000 người theo dõi và thường xuyên đi xe sang. Ngay lập tức, netizen đồng loạt réo tên Kiều Trinh Xíu. Tối cùng ngày, cô cũng lên tiếng, cho biết có cho một người bạn, tên N, mượn 5,6 tỷ, trong đó có 2,1 tỷ của chính cô và phần còn lại được lấy từ những người thân thiết như mẹ, bạn bè. Tuy nhiên N, nhiều lần khất hẹn khiến bản thân cô cũng bị ảnh hưởng. Kiều Trinh Xíu cũng khẳng định không bao giờ mượn tiền hay vay mượn ai và cũng không liên quan đến tác giả bài tố. Đến khoảng 21 giờ, HH, người tố Kiều Trinh Xíu nợ 3,5 tỷ có động thái mới. Trên trang cá nhân, người này cho rằng có vào tận bài viết của Kiều Trinh để nhá hàng bằng chứng xong bình luận này ngay lập tức bị xóa đi. Chia sẻ với Star, Kiều Trinh Xíu cho biết kể từ bây giờ sẽ không đề cập đến chuyện này trên mạng xã hội, tất cả mọi thứ đều đã ủy quyền cho luật sư. Cô khẳng định không làm gì sai và sẽ tuân thủ theo quy định của pháp luật. Liên quan đến chuyện xóa bằng chứng ở phần bình luận, Kiều Trinh Xíu từ chối trả lời. Hiện tại vụ việc đang được dân tình quan tâm.